còn nhớ nụ cười con cá mát cười chưa chan lòng người đâu rồi. Ngày xưa ai đón ai đưa nắng đổ chiều
Dạ con tên là Ngô Quốc Dương, mọi người hay gọi cái tên thân thương là Cu Bo. Năm nay con 5 tuổi. Hôm nay con đến với chương trình Tự Tài Suy Nhí. Con kể cho một câu chuyện chân băng giám khảo phạo quý vị khán giả. Câu chuyện được mang tên Tấm Cám. Đến đây là hết. Thank you.
Cô Hai ngưng khóc tí được không? Đói bụng quá rồi. Bây giờ mình vô ăn cơm đi. Chút xíu nữa con hát lại bài này cho cô Hai khóc tiếp. Thằng nhóc thì thiệt tình à. Thôi, muốn ăn cơm á thì ăn cơm, nghe không? Thôi ăn cơm đi. Ha. Mời cô Hai ăn cơm. Rồi, giỏi. Ăn thử rồi này, coi nấu canh vừa miệng không nghe. Ăn thử rồi. Mặn quá cô Hai ơi. Cái gì mặn? Tin im gỗ ràng mà sao mặn là sao? Mặn thiệt. Xin lỗi, chắc nãy á hai lộn như hũ đường hũ muối. Thôi để hai ra làm sao, hai nấu lại cái nồi khác cho con ăn nha. Để phụ cô Hai cho. Thôi khỏi khỏi, có gì đâu phụ. Trời đất ơi, chị nhẹ sợ. Thôi để phụ cô Hai cho. Không có lo á, để hai đi mà không sao hết trơn. Trời á, ở nhà nè Phước ơi. Thôi mệt. Trời quá anh hai, lâu quá không về. Cha, nhà mình vẫn nghèo như hồi nào ha. Mẹ ơi, tụi con về. Mẹ ơi, mẹ đâu trời? Ủa anh hai, anh ba mới về hả? Về nè. Mới về. Thằng đầu đinh nào vậy? Ai biết. Em là thằng Tư nè. Thằng Tư? Tao thứ hai. Em thứ ba. Mày thứ ba. Má mình 70 tuổi rồi. Ở nhà mẹ cứ nhắc hai anh hoài à. Để tao nhắc nhắc cho nó nghe nè. Sao mà lúc này sức khỏe của mẹ, mẹ khỏe không Tư? Mẹ khỏe lắm anh ơi. Thứ hai, thứ tư, thứ sáu mẹ tập tạ. Mày thấy chưa? Mấy ngày còn lại thì mày tập chạy điền kinh. Tao với mày ở trên Sài Gòn á, cứ lo cho sức khỏe của mẹ. Đâu có ngờ chứ quê mẹ khỏe dữ vậy. Trong nhà lúc này có gì mới không Tư? Mới chứ, con mày cướp tao em quà. Nói chuyện này tao mệt quá mày. Rồi mẹ có sao không? Mày cướp mà mày nói như vẫn chơi vậy. Mẹ có sao không? Ghê lắm, để em kể cho nghe. Bây giờ anh hai đóng vai mẹ đi, còn ba đóng vai cướp đi. Lúc đó sao, mẹ đang làm gì vậy Tư? Đêm hôm qua mẹ đang nằm, bỗng nhiên có một thằng ăn cướp bước vô nhà. Xong mẹ giật mình, mẹ thức dậy mẹ đánh nó bầm chập. Cướp tao hả? Trời đất ơi, mẹ mình 70 tuổi mà còn đánh thằng ăn cướp. Mẹ không mệt hả Tư? Mệt chứ, mẹ bị lên cơn đau tim. Tư ơi, mẹ đau tim quá. Rồi sao nữa Tư? Xong rồi hắn cứ mới bật dậy đến gần mẹ. Xong mẹ đánh nó tiếp. Mẹ mình khỏe quá Tư ơi. Đánh em mạnh như vậy. Ai biết thì nó kể sao tao làm đi chứ.